Lâm Tỳ Ni thuộc thành Ca Tỳ La Vệ của đất nước Ấn Độ cổ đại, mà bây giờ đây nằm ở quốc gia Nepal. Thái tử Tất Đạt Đa đã sống 29 năm nhung lụa trong thành này. Kinh thành này thở ấy, theo như kinh sách để lại là vô cùng tráng lệ, nhưng giờ đây đã điêu tàn hoang phế. Sự thật kinh thành này đã trở nên hoang tàn từ những năm cuối đời của Đức Phật, sau cái cuộc tàn sát đẫm máu của Thái tử Tỳ Lưu Ly. Một số địa điểm liên quan đến cuộc đời của Đức Phật được tìm thấy ở trong Phật Quốc Ký của Ngài Pháp Hiển mà bây giờ không còn dấu vết gì để có thể nhận ra nữa. Chỉ còn lại cửa thành phía Tây, nơi Thái tử nhìn thấy một tử thi trên đường phố, nơi cửa thành phía Đông, nơi Thái tử nhìn thấy một cụ già. Ngày nay, người ta chưa xác định được nơi nào là cung điện để hội họp quần thần, nơi nào là vương cung của Thái tử, hay nơi ở của cung tần mỹ nữ vân vân. Tất cả chỉ là một nền gạch đổ nát. Hai ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay. Vườn Lâm Tỳ Ni cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 30 km, nơi mà hoàng hậu Ma Gia trên đường trở về quê nhà để chờ ngày lâm bồn đã đi ngang qua đây để thưởng ngoạn trong mùa hoa nở. Đó chính là ngày trăng tròn của tháng Vesa năm 623 trước công nguyên. Ở nơi đây có trụ đá của vua Asoka, tức là vua A Dục. Khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vua Asoka trong cái chuyến hành hương đến Phật tích của mình đã cho xây dựng 4 bảo tháp trong cái vườn Lâm Tỳ Ni này. Một là nơi chư thiên đã đỡ Thái tử khi ngài vừa đản sanh. Hai là nơi long thần của Nara xuất hiện. Ba là nơi hai dòng nước nóng và nước lạnh xuất hiện. Bốn là nơi Thái tử Tất Đạt Đa tắm. Ngoài ra, ông còn tạo dựng một cái trụ đá ở trên đỉnh đó có một con tuấn mã. Vào khoảng thế kỷ thứ 7, khi ngài Huyền Trang đến thăm viếng nơi này, thì thấy cái đỉnh trụ đã bị gãy vì sấm sét. Trụ đá đây cao 4,11m từ mặt đất và chu vi là 2,21m và phần chôn ở dưới đất là 3,5m. Trên đó có dòng chữ ghi là: sau 20 năm lên ngôi, vua Biyadasi, người con yêu mến của chư thiên đã đến đây. Vì Đức Phật đã được sanh ra ở nơi này, nên dân làng Lumbini được giảm thuế, chỉ còn đóng 1/8 thuế lợi tức. Bên cạnh là ngôi đền của hoàng hậu Maya, bên trong có bức phù điêu Đức Phật chào đời. Bức phù điêu gần như đã hư hết, tuy vậy người ta vẫn còn có thể phỏng đoán được. Nó diễn tả hoàng hậu đang giơ tay vịn cành vô ưu và thái tử Sĩ Đạt Ta vừa đản sanh đứng trên tòa sen. Trên đầu là một vầng hào quang rực rỡ, hai chư thiên rưới nước và rải hoa cúng dường. Người ta tin rằng chính nơi đây hoàng hậu Maya đã hạ sanh thái tử, là nơi đánh dấu bước chân đầu tiên của thái tử vừa chạm đất. Và như vậy, bước thứ hai cho đến bước thứ bảy là đến trụ đá của Asoka. Còn đây là hồ nước nơi hoàng hậu đã tắm sau khi lâm bồn. Từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7, ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Tráng là hai nhà chiêm bái khác đã viếng thăm nơi này, vô cùng kinh ngạc khi thấy thánh địa tiêu sơ, chẳng còn xinh đẹp huy hoàng như được mô tả trong sách sử. Từ sau thế kỷ thứ 13, Lâm Tỳ Ni đã đi vào lãng quên do sự tàn phá của Hồi giáo. Mãi cho đến năm 1895-96, các nhà khảo cổ học đã lần ra vết tích trụ đá của vua Asoka. Sau khi được khai quật, nhân vào cái đại hội kiết tập kinh điển lần thứ 6 năm 1956, vua Mahendra đã cúng dường một số tiền khá lớn để trùng tu Lâm Tỳ Ni. 10 năm sau, năm 1967, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc U Thanh đã viếng thăm Nepal. Năm 1970, họ thành lập Hội Phát triển Lâm Tỳ Ni được 13 quốc gia ủng hộ và biến chương trình này trở thành tầm cỡ quốc tế. Đến ở nơi đây, đặt chân trên mảnh đất này, chúng tôi, tất cả mọi người trong đoàn đều có một cảm giác hân hoan khó tả, vì tất cả đã trở về lại với quê cha, thăm lại cái vườn mà thuở xưa đã từng là thượng uyển, nơi vua chúa dạo chơi, nơi mà Bồ Tát Hộ Minh đã vì thương tưởng con người của chúng ta ở nhân gian này mà giáng trần để cứu độ. Cầu nguyện cho Phật Pháp mãi mãi cửu trụ nơi thế gian này để làm lợi lạc cho hữu tình. Thank you.
Kinh thành Kauthina Kushinaga vào thời của Đức Phật, đây là kinh đô Cộng hòa Mala, một trong những nước có chế độ Cộng hòa khá sớm vào thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước Tây lịch. Tuy nhiên, nó vẫn là một thị trấn nhỏ nghèo nàn so với các nước hưng thịnh thời bấy giờ. Khi Đức Phật quyết định về Kushinaga để nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan bạch với Đức Thế Tôn rằng tại sao Đức Thế Tôn không nhập Niết Bàn ở những cái đô thị lớn như là thành Xá Vệ, thành Ca Tỳ La Vệ v.v. Ở đó có đại chúng Sát Đế Lợi Bà La Môn và các gia chủ rất tin tưởng Đức Thế Tôn. Các vị thí chủ này sẽ cúng dường thân xá lợi của Thế Tôn mà lại chọn một thị tứ nhỏ bé heo hút như thế này. Đức Phật trả lời rằng vì Kushinaga thở quá khứ đó là kinh đô của Chuyển Luân Thánh Vương tên là Thiện Kiến Vương, một trong những tiền thân của Ngài trong quá khứ. Lúc bấy giờ, Kushinaga là một thành phố phú cường, cũng chính nơi đây mà Ngài đã 7 lần xả bỏ cái báu thân của mình. Kính thưa đại chúng, ở trong cái khuôn viên của thành Kauthina này, chúng ta có chùa Niết Bàn. Đây là ngôi chùa mà được chính phủ Ấn Độ xây dựng lại vào năm 1956, kỷ niệm 2500 năm Đức Phật đản sinh. Chính ở nơi đây, Đức Phật đã nhập vào vô dư Niết Bàn giữa hai cây Sala sông Thọ nhằm ngày 8 tháng 12 âm lịch theo truyền thống Bắc truyền. Bên trong ngôi chùa thờ tượng Phật nhập Niết Bàn bằng đá đen dài 6,1 m. Khuôn mặt của Đức Thế Tôn tịch tỉnh giải thoát đến lạ kỳ. Chính Ngài Galilei đã phát hiện vào năm 1876 trong tình trạng sức gãy và đã được nối ráp lại một cách thành công. Bức tượng mang 32 dấu tướng tốt của một vĩ nhân và có thể làm khởi sinh trong chúng ta những cảm giác khác nhau tùy thuộc vào vị trí đứng ngắm nhìn của chúng ta. Ở phía dưới của tượng Phật nằm còn có 3 bức phù điêu nhỏ. Bức tượng đứng gần dưới chân của Đức Phật được tin là mô tả Ngài A Nan đã khóc u sầu vì biết rằng Đức Thế Tôn sắp ra đi. Tượng ở chính giữa là một vị tỳ kheo đang nhập định, tượng trưng cho vị tỳ kheo đã đạt được an tịnh giải thoát nên vẫn an trú trong tịch tỉnh khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Tượng một người tóc dài đứng gần mặt Phật được tin là một người đứng đầu của bộ tộc Ma La đang đứng lễ viếng Đức Phật. Ở chính giữa là một bảng chữ khắc thuộc thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, ghi rõ bức tượng này là một món quà của tỳ kheo Haripala tặng cho đại tu viện Mahavira và tượng được tạo dáng bởi Dinna. Bức tượng Phật nằm 1500 tuổi được chế tác từ một tảng đá sa thạch màu đỏ được vận chuyển đến từ Mathura trong thời đại Rupta. Những ngày cuối đời của Đức Phật được ghi lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật nằm giữa hai cây Sala sông Thọ, nghiêng mình về bên phải, đầu hướng về phía Bắc khi người trút hơi thở cuối cùng tại trần gian này. Sau Đại Bát Niết Bàn của Đức Thế Tôn, đến ngày thứ 7, thân của người được rước đi qua từ cổng thành phía Bắc ra cửa phía Đông đến đền thờ của người Ma La. Họ không thể nào đốt lửa trên giàn hỏa thiêu được cho đến khi Ngài Ca Diếp vào đảnh lễ Đức Phật. Sau khi Ngài Ca Diếp đảnh lễ Đức Phật xong thì lửa tam muội của Đức Thế Tôn tự nhiên bốc cháy, thế là thân của Đức Thế Tôn đã được trà tỳ. Bà La Môn Đô Na đích thân giữ chia đều xá lợi, chia làm 8 phần bằng nhau cho 8 bộ tộc thuộc miền Bắc Ấn Độ lúc bấy giờ. Chúng ta cần biết thêm rằng mấy trăm năm sau đó, tất cả những xá lợi được phân chia này đã được phân chia lại một lần nữa bởi vua Asoka. Đến nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng ta hiểu hơn về tấm lòng từ bi của Phật. Ngài đã chọn cái vùng đất nghèo nàn này để nhập Niết Bàn, để cho tất cả dân chúng ở nơi đây được hưởng ân phước của Phật. Thứ hai là tất cả mọi người của chúng ta, dẫu cho có là ai, sống có bao nhiêu đi chăng nữa, rồi cũng sẽ đến một lúc xả bỏ báo thân này để trở về lại với tất cả nghiệp dĩ mà chúng ta đã gây tạo từ vô lượng vô số kiếp. Đức Thế Tôn 80 năm hoằng hóa đã để lại cái thân xác rệu rã của mình với cát bụi ở nơi đây. Chúng ta đến đây để tưởng niệm Đức Thế Tôn, để nhớ nghĩ lại một thời mà Đức Thế Tôn đã vì chúng ta, vì chúng sanh của cõi ta bà này mà giáng trần cứu độ. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh hướng về con đường của Đức Thế Tôn đã tu tập, đã chứng đắc để làm an lạc cho mình và cho người.
tháp Kesariya, nơi mà Đức Phật đã từ giã bộ tộc Lichavi để Ngài trở về Kushinaga mà nhập Niết Bàn. Tất cả những khách hành hương đi đến đây đều có một tâm trạng như nhau, đó là thương tiếc cho một thánh tích đã đổ nát hoang tàn. Bảo tháp Kesariya ở tại tiểu bang Bihar của đất nước Ấn Độ. Bảo tháp này có khoảng từ năm 200 đến năm 700 sau công nguyên. Đây là tháp tưởng niệm nơi mà Đức Thế Tôn đã nghỉ chân trong các cuộc hành trình của Ngài từ thành Tỳ Xá Ly để đi đến Câu Thi Na nhập Niết Bàn. Bảo tháp Kesariya này với chiều cao nguyên thủy là 169 feet, nhưng sau trận động đất năm 1934, chiều cao của di tích này bị giảm xuống còn 104 feet 10 inch. Tất cả những tượng Phật ở nơi đây đều bị mất đầu, hoặc có những bức tượng chỉ còn những đôi chân bàn tọa. Tháp Kesariya gồm có 5 tầng đồ sộ, mỗi tầng đều có những tượng Phật giống như người thật. Từ trên đỉnh tháp nhìn xuống giống như thể là một mạng Đà La to lớn. Những khách hành hương đến đây chiêm bái đều đau xót trước cảnh bi thương của Phật giáo khi mà hiểu về lịch sử của vùng đất này. Tất cả những di tích trên khắp đất nước Ấn Độ đều bị người Hồi giáo phá hủy một cách tàn nhẫn mà không thương tiếc. Tháp này đã được Viện Khảo cổ Ấn Độ tiến hành khai quật năm 1998. Theo Ngài Pháp Hiển, nếu đi từ Kushinaga về hướng Đông Nam khoảng 11 km là đến nơi của những người Bạc Kỳ Lichavi. Khi nghe Đức Phật tuyên bố là sẽ đến Câu Thi Na, tức là Kushinaga để nhập Niết Bàn, thì những người của bộ tộc Lichavi rất đau buồn và họ đã quyết tâm đi theo Đức Phật. Khi đi đến Kesariya, Đức Phật đã khuyên tất cả mọi người nên trở về, nhưng tất cả mọi người đó còn do dự. Cuối cùng thì Đức Phật đành phải tạo ra một dòng sông ảo rất lớn và sâu để ngăn cách giữa họ với mình, nhằm khuyên họ quay về. Đức Phật đã tri ân tất cả những người dân Bạc Kỳ này và tặng cho họ cái bình bát của mình. Họ mang bình bát về để xây một trụ đá tưởng niệm, trên đó có khắc lại câu chuyện này. Nhưng cho đến nay vẫn không tìm thấy một cuộc khai quật nào để nói rằng người dân Bạc Kỳ đã thờ cái bình bát của Đức Phật. Ngôi tháp này có thể là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì người Lichavi Bạc Kỳ đã xây dựng một ngôi bảo tháp ở Kesariya đây để tưởng niệm sự kiện xúc động khi phải từ biệt Đức Thế Tôn. Theo dòng thời gian, tháp đã được xây lại bằng gạch và đã được tu sửa nhiều và mở rộng nhiều lần. Vào thế kỷ thứ 6, vào thời đại Rupta, tháp đã được mở rộng và được trang trí bằng hàng trăm bức tượng theo khảo cổ của Ấn Độ. Mặc dù có nhiều giả thiết khiến chúng ta có thể tin đây là tháp đã được xây dựng để thờ Xá Lợi Bình Bát của Đức Phật, nhưng theo ghi chép của hai nhà hành hương Trung Quốc là Pháp Hiển và Ngài Hiền Trang thì không phải vậy. Vì nếu tháp này được thờ Bình Bát của Đức Phật thì hai ngài đã ghi chép về bảo tháp Kesariya này như là một bảo tháp quan trọng. Thứ hai, nếu như đây là bảo tháp của người Lichavi đã thành lập, tức là xây để thờ Bình Bát của Đức Phật ngay sau khi chia tay với Đức Phật thì cũng không đúng, vì việc xây bảo tháp để thờ Xá Lợi và những vật thiêng liêng của Đức Phật không xảy ra trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Vì thế mà những người dân Lichavi đã mang Bình Bát trở về thành Tỳ Xá Ly theo lời khuyên của Đức Phật. Và tháp Kesariya này đơn giản chỉ là một tháp tưởng niệm. Mỗi người hành hương khi đến đây nhìn thấy cảnh đổ nát hoang tàn của một ngôi tháp vĩ đại, nhìn những pho tượng Phật bị mất đầu trong một cái không gian mênh mông rộng lớn của đồng không mông quạnh, chúng ta lại càng tri nhận hơn với sự vô thường tạm bỡ của đời sống. Tất cả những thứ vĩ đại hữu vi to lớn của dòng đời này đều bị đổ mục dưới lớp bụi của thời gian. Tỳ Xá Ly là thủ đô của bộ tộc Lichavi, nước Cộng hòa đầu tiên trên thế giới. Chính ở nơi đây là điểm dừng chân lần cuối của Đức Phật để thuyết pháp chúc phúc cho toàn dân của thành Tỳ Xá Ly. Thành phố Tỳ Xá Ly này còn là quê hương của Ngài Duy Ma Cật, một trong những vị cư sĩ nổi tiếng mà Đức Phật đã từng đề cập như là một nhân vật giác ngộ.
Những năm trước khi Đức Phật nhập diệt thì thường lưu trú ở tại thành Xá Ly này. Lần thứ nhất, Ngài từ Ma Kiệt Đà đến thành Tỳ Xá Ly là do lời thỉnh cầu của toàn dân ở trong thành, mong nhờ oai lực của Phật để cứu tất cả dân ở trong thành này thoát khỏi cái nạn hạn hán kéo dài, đói khát và chết chóc như rạ. Và lúc đó trong kinh thành này đã xuất hiện nhiều ma quỷ, làm cho dân chúng ở đây hết sức đau khổ. Đức Phật và hàng thánh chúng đã đến ở nơi đây, và khi đến nơi thì một trận mưa lớn mấy ngày liền, làm cho kinh thành này đã vơi bớt hết tất cả những cái tanh hôi của xác chết. Sau đó thì Đức Phật sai tôn giả A Nan cùng các vương tử Kulichavi đi xung quanh kinh thành, vừa tụng kinh mà vừa rải nước lấy từ bình bát của Đức Phật. Bài kinh mà chúng ta hay trì tụng mỗi khi chúng ta kết thúc một bộ kinh đó là Thiên Nhân Tu La Dược Xoa Thảy Đến Nghe Pháp Đó Nên Chí Tâm, vân vân, làm cho tất cả kinh thành và người dân này hướng về Phật Pháp. Đức Phật trở lại thành Tỳ Xá Ly này rất nhiều lần sau đó, và Ngài thường ngự tại Tinh Xá Trùng Cát. Cũng chính tại nơi này, Ni Đoàn đã được thành lập. Khởi đầu đó chính là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Sau khi vua Tịnh Phạn Băng Hà, bà cùng với 500 thể nữ cung phi, những người hầu cận, đã đi một đoạn đường khá xa, đã đảnh lễ khẩn cầu Đức Thế Tôn 3 lần xin Ngài cho xuất gia, nhưng Đức Phật đã từ chối. Cho đến sau đó, Ngài A Nan đã thỉnh cầu với Đức Thế Tôn rằng: "Và bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể tu thành Phật. Như vậy thì tất cả những người phụ nữ này đều cũng có thể tu thành Phật. Xin Đức Thế Tôn cho họ xuất gia." Chính lời khẩn cầu này mà Đức Phật đã chấp nhận cho tất cả những người nữ đây xuất gia. Trong triều đại của Đức Vua A Dục, vào năm thứ 20, ông đã thân hành đến ở nơi đây chiêm bái và dựng thạch trụ. Hiện nay, các trụ đá của Vua A Dục được dựng trong tất cả các thánh tích đều bị tàn phá gãy đổ. Chỉ duy nhất nơi đây, thạch trụ sư tử một đầu vẫn còn nguyên vẹn và đứng vững vàng hiên ngang giữa khu phế tích Phật giáo. Thạch trụ này là một khối đá nguyên được đẽo gọt tròn láng, cao khoảng 11 mét và đường kính khoảng 1 mét. Trên thân trụ có nhiều hoa văn và những bia ký được khắc bằng chữ Brahmi. Ở đỉnh có hình con sư tử một đầu hướng về phía bắc. Nhờ những chữ khắc trên thân trụ mà người ta biết được chính nơi đây, Đức Thế Tôn đã để lại những di ngôn cuối cùng trước khi Ngài giả từ dân chúng Tỳ Xá Ly để về Câu Thi Na nhập vô dư Niết Bàn. Phía trước thạch trụ đó là ngôi tháp do vua A Dục đã xây dựng để thờ xá lợi của Ngài A Nan. Vào năm 1976, các nhà khảo cổ đã khai quật và tìm thấy được một tráp bằng đá đựng xá lợi, vài lá vàng rồng và những viên đá quý rất nhỏ. Xung quanh ngôi tháp này có nhiều bờ tường cũ mục, cũng có thể là di tích của những tu viện cũ. Phía sau thạch trụ khoảng 10 mét có một cái hồ nước hình chữ nhật có tên là Hồ Khỉ, nhằm lấy tên của một con khỉ chúa thường xuyên thỉnh bát của Đức Phật leo lên các cành cây hái trái, hái mật để cúng dường khi Ngài dừng chân tại khu đại lâm này. Và khi lấy mật dâng lên Đức Thế Tôn, con khỉ này hết sức là vui mừng, rồi truyền từ cây này sang cây khác. Một lần nọ nó vô tình sảy tay, rớt xuống đất, bị cành cây đâm vào ở trong ruột mà chết. Con khỉ này do phước báu hỷ lạc đó mà được sinh lên cõi trời. Đến ở nơi đây giữa những phế tích hoang tàn theo năm tháng, chúng ta tri ân Đức Phật đã xóa bỏ tất cả những giai cấp, đưa vai trò của người phụ nữ trong đất nước Ấn Độ cổ đại trở nên ngang bằng với vai trò của người nam giới. Đồng thời chúng ta chứng kiến được sự chứng đạo của hàng ni giới thời Đức Phật, chứng tỏ một điều rằng nếu như ai trong chúng ta, dẫu là nam hay nữ, dẫu là bần cùng nghèo khó hay dẫu là vua chúa quan lại, đều có thể tu tập, đều có thể chứng đắc trong Phật đạo như nhau. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta vượt qua tất cả những gian lao trở ngại của dòng đời mà thăng tiến trên con đường tu tập. Thank you.
Nghe các em nhỏ học sinh từ thiện ở chùa Kiều Đàm Di tụng một thời kinh bằng tiếng Bali đó, chúng ta lại mong muốn và ước ao mô hình này lại được nhân rộng và có những hội từ thiện bảo trợ để giúp cho tất cả các em ở nơi đây có nơi để mà ăn, mà học, để mà giữ gìn cái tuổi thơ của mình trong nền giáo dục, trở thành một con người hữu ích cho xã hội mai sau. Trong phái đoàn của chúng tôi đi gồm có 64 vị và những người Phật tử này đã giúp cho chúng tôi để mà phân phát những phần quà của các vị cho các em học sinh ở trường từ thiện của chùa này đây. Và chúng tôi cũng tri ân quý thầy cô giáo đã bỏ ra công sức của mình thật nhiều để mà giáo dục các em trở thành một con người có ích, xứng đáng cho xã hội. Tuy là một mái trường hết sức đơn sơ, nhưng đó cũng đã là một tấm lòng rất lớn của ni trưởng trụ trì đã bỏ hết tất cả những thời gian công sức và tâm huyết của mình để gầy dựng lên một cơ sở như thế này nhằm giúp cho các em địa phương này có một nơi để học tập tốt đẹp. Chúng tôi lại tiếp tục đến thăm và phát quà tại một cơ sở giáo dục nữa của ni trưởng Khiết Minh ở Bồ Đề Đạo Tràng. Cơ sở này có số lượng học sinh ít hơn, tuy nhiên các em hết sức là ngoan ngoãn và chúng tôi thấy được rằng con đường giáo dục là con đường cần thiết để xây dựng nền tảng của một con người. Con người nếu không có giáo dục cũng giống như thể là một cây hoang cỏ dại, sẽ không có được sự uốn nắn, sửa đổi để trở thành một vật hữu dụng cho đời. Nhìn các em xếp hàng một cách thẳng thớm như thế này, chúng tôi biết chắc chắn rằng đây là một sự tôi luyện hết sức là cần mẫn của các thầy cô giáo, của tất cả mọi người đã dày công bỏ ra ở nơi đây. Thành tâm kính tri ân tất cả các vị mạnh thường quân đã tin tưởng chúng tôi mà dốc tâm của mình đóng góp cho những Phật sự ở nơi này được thập phần viên mãn. Tuy là phần quà này thật sự không đủ để cho các em có thể đi học cả một đời, nhưng nó sẽ là một điều khích lệ để các em giữ vững niềm tin mà cố gắng phấn đấu hơn lên, để rồi từ đây có thể tiếp bước vươn xa hơn trong cái thế giới bao la rộng mở phía trước. Đồng ý rằng cái nghiệp của mỗi người, mỗi vùng đất chúng ta không thể nào thay đổi được, nhưng đây lại là một lớp học mà chúng tôi có cảm giác như là niềm đau xót đang quặn thắt ở lòng mình. Lớp học này hết sức đơn giản, một thầy và tất cả các em chỉ lót cái tấm bao bố để làm bàn, để làm ghế, ngồi ở dưới một cái sân nhà. Điều này cho chúng ta thấy được rằng ai trong mỗi người chúng ta ở nơi nước Mỹ này, ở nơi nước Canada hay ở Việt Nam không thể có được những hình ảnh khổ đau đến như thế này. So với tất cả những cung bậc này, thật sự chúng ta đây quá đủ. Chúng ta thường mong muốn những cái to hơn, lớn hơn và vĩ đại hơn. Nhưng khi chúng ta đến những mảnh đất này, nhìn những con người này và tận mắt chứng kiến sự sinh hoạt của họ, chúng ta mới cảm nhận được đời sống này quả thật là có quá nhiều cung bậc. Cái cung bậc của nghèo, của đói đã làm cho con người ta không thể có cách nào hướng lên cao hơn nữa. Vì tất cả đó là những cái nhu yếu của đời sống bắt người ta phải thỏa mãn trước khi vươn lên một cái đỉnh cao nào đó hơn trong đời sống thực tế này. Đoàn của chúng tôi lại dừng chân bên vệ đường một cách tình cờ, và thật là hữu duyên khi bắt gặp một lớp học hết sức là đơn sơ đạm bạc nữa. Nhìn những cái tấm bảng như thế này trên một vách tường ủ mục, chúng tôi lại quặn thắt hơn và tri ân hơn một tấm lòng của ông thầy giáo ở làng quê đã đứng lớp vì các em nhỏ trong làng của mình như vậy đó.
Con người Phật tử đã xúc động và đã khóc nức nở khi thấy cảnh này. Trên xe của chúng tôi ai có bao nhiêu đồ gì đều đem xuống đây để cho lớp học hết. Đó là tấm lòng. Nhưng tất cả những con đường đi qua, tất cả những thánh tích đi qua, chúng tôi đều đã gặp gỡ những con người như vậy. Nhưng sự cho đi sẽ không bao giờ đủ đầy hết cả. Cái nghèo đã ăn sâu từ trong tiềm thức. Những ngôi nhà tạm bợ, những con người lớn, nhỏ, trung niên, ấu niên đều đem thân phận của mình ngồi ở những nơi Phật tích như thế này để chờ đợi sự bố thí của những người hành hương. Người ta đã thuộc lòng những câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi đoàn đi ngang, và họ đều đọc lên, đều tụng to lên, hầu mong có được một sự ủng hộ của những người hành hương đưa tới. Quả thật là những điều trông thấy mà đau đớn lòng, nhưng chúng ta không thể nào giúp cho hết được, vì đây là cái đã bám rễ ăn sâu, đã trở thành nghiệp duyên của một dân tộc này rồi. Ở tất cả những vùng thánh tích này đều là những dân nghèo hết cả. Chúng ta mới thấy được rằng khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài A Nan có hỏi Đức Thế Tôn là tại sao Ngài không đến những cái vùng thành thị, những cái nơi thị tứ, có nhiều người trưởng giả, có nhiều người giàu có để ủng hộ Đức Thế Tôn, mà tại sao Ngài lại chọn Kushinaga để nhập Niết Bàn? Và Đức Thế Tôn đã trả lời rằng đây là cái vùng đất mà tiền thân các Đức Phật cũng đã chọn để nhập diệt. Và rồi đây cũng là vùng đất nghèo khó, cho nên Ngài muốn ban phước cho vùng này. Và điều đó rõ ràng, Đức Thế Tôn muốn đem lại cái ân huệ cho những người nơi vùng Phật tích này. Có thể nói, đoàn đi qua đến đâu, nhìn thấy cái cảnh nghèo khổ đến đâu, chúng ta đều móc bóp ra đến đó. Và không ai có thể bằng lòng được với những điều trông thấy của mình. Xin nguyện cầu Đức Phật chứng minh và gia hộ cho con dân của Ngài ở nơi đây được cơm no, áo ấm và có thể học hành được để trở thành một con người mang lại sự an lạc cho mình và cho người mai sau. Tại miền Đông Bắc Ấn Độ có một tiểu bang tên là Bihar. Trong tiểu bang này có một thành phố cổ được mang tên là Vương Xá. Ngày xưa Vương Xá chính là kinh đô của một tiểu quốc được mệnh danh là Ma Kiệt Đà. Nằm ở phía nam của Vương Xá có một ngọn đồi nhỏ tên là Linh Thiếu. Đây là nơi mà Đức Phật và hàng thánh chúng đệ tử của mình đã ở trước khi có tự viện. 4 giờ sáng chúng tôi đã đến Linh Thiếu. Đối với những người lớn tuổi thì thật khó để có thể tự mình đi lên tới đỉnh núi được, vì thế mà cần phải có người giúp sức. Với không gian rừng núi buổi sáng sớm, nghe tiếng gà rừng và nhìn khung cảnh xung quanh, chúng tôi cảm tưởng được rằng đây là nơi mà Đức Thế Tôn đã chọn hết sức màu nhiệm. Xung quanh đỉnh núi này là những dãy núi trùng trùng điệp điệp bao phủ. Có thể hình dung ra được rằng chính ở nơi đây, ngọn đồi này là nơi hương thấp của Đức Phật, như là nhụy của hoa sen, và những cánh sen là những dãy núi bao bọc ở xung quanh. Trên đỉnh núi này, với cái tích Niêm Hoa Vi Tiếu, nơi mà Đức Thế Tôn đã khai mở một con đường hoằng truyền Phật đạo rất khác với những gì truyền thống. Cũng ở nơi đây, nền văn học Đại Thừa đã được ghi nhận. Đức Phật đã nói những bản kinh Đại Thừa hết sức là quan trọng,
như là Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Đại Bát Niết Bàn, v.v. Linh thú sở dĩ có tên này là vì mỏm đá ở trên đỉnh núi này giống như con chim thú. Trong một quyển sách khác, Linh Thú Sơn này được biết với cái phiên âm là Kỳ Xà Quật, nơi Đức Phật đã giảng Kinh Trường Trảo, Kinh số 74 trong Trung Bộ, cho đệ tử Trường Trảo Phạm Chí là cậu của tôn giả Xá Lợi Phất. Thở xưa, chính vua Tằng Bà Sa La đã cho người lót con đường từ dưới chân núi lên tới đỉnh Linh Thú Sơn này. Ngày nay, vì để cho tiện khách hành hương, họ đã lót lại con đường này một lớp đá đỏ nữa, cho nên đã xóa đi những dấu tích cổ xưa. Theo Ngài Huyền Tráng, lúc Ngài tới chiêm bái thì có một ngôi tịnh xá bằng gạch, tọa lạc ở bên lề dốc phía tây của núi Linh Thứ. Đó là một ngôi tịnh xá rộng rãi, cao ráo và trang nhã. Trước khi đến đỉnh Linh Thứ, chúng ta đi ngang qua những địa điểm được đánh dấu là quan trọng. Khoảng nửa đoạn đường lên đỉnh núi được xác nhận là nơi mà vua Tằng Bà Sa La xuống kiệu, để lại long bào kiếm báu của mình và đi chân trần lên để thăm viếng và nghe Phật thuyết pháp. Qua đoạn đường dốc gần đến hương thất của Phật Ngự, chúng ta thấy những hang động nhỏ nằm ở bên phải của lối đi, được cho đó là thập thất của Ngài A Nan, vị thị giả suốt đời hầu cận trung thành bên Đức Thế Tôn. Phía trước thạch thất này có một tảng đá lớn và nhiều mảnh vỡ, được đánh dấu là tảng đá mà xưa kia Đề Bà Đạt Đa, người anh em chú bác của Phật, đã lăn xuống để hãm hại Đức Phật. Phía trên thạch thất của tôn giả A Nan khoảng 15 bậc thềm thang, gần hương thất của Đức Phật, đó chính là thạch thất của tôn giả Xá Lợi Phất, vị tôn giả trí tuệ bậc nhất trong hàng môn đệ của Phật. Xung quanh khu vực này còn nhiều thạch thất khác nữa, của chư thánh đệ tử Phật như là tôn giả Ca Diếp, Mục Kiền Liên. Ở trên cùng là hương thất của Đức Phật, và gần nơi hương thất của Đức Phật có một mỏm đá được cho là rất giống với con chim kên kên, tức là chim thú. Ở nơi hương thất của Đức Phật, bốn bề mênh mông, cảnh vật im lìm trong cái không gian bất tận. Trong không khí buổi sớm của sương mai, chúng ta nghe có những tiếng của con gà rừng đang gáy. Cảnh vật đó đã đưa chúng ta thể nhập vào cái im lặng mênh mông của Pháp hội Linh Sơn, mà nơi đó Đức Phật đã đưa một cành hoa, đã mở thêm một cánh cửa phương tiện nhằm hóa độ chúng sanh bằng con đường tâm truyền tâm. Thưa đại chúng, hơn 45 năm hoằng pháp độ sanh với đôi chân trần bằng xương bằng thịt, Đức Phật đã vân du khắp bốn phương trong sứ ấn để hóa độ chúng sanh. Cho dù là kẻ hạ tiện như Ni Đề, là người làm nghề gánh phân, làm công việc bẩn thỉu nhất, hay là người kỹ nữ như Amba Pali, đều được sự che chở yêu thương bình đẳng như các vị đệ tử khác xuất thân từ dòng vua chúa hay là bà La Môn. Đức Phật là một tấm gương chói sáng, một đức hạnh cao vời mà rất khó ai trong cuộc đời này có thể được như Ngài. Nalanda là một khu đại học rất quy mô của Phật giáo suốt từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12. Khu đại học này từng được ghi nhận là có 10.000 sinh viên và 2.000 giáo sư, bao gồm nhiều ngành học khác nhau, và cũng là một trong những trường đại học mang tầm quốc tế đầu tiên. Đại học này cách thủ phủ Patna 90 km về hướng đông nam, cách Vương Xá khoảng 12 km. Nalanda xuất phát bởi hai từ Sanskrit là Nalam và Ya. Nalam có nghĩa là cuốn hoa sen, là biểu tượng cho trí tuệ, và Ya có nghĩa là người trao. Gộp hai từ này có nghĩa là người truyền trao trí tuệ. Theo các kinh tạng Bali thì Đức Phật đã viếng thăm nơi vùng đất Nalanda này rất nhiều lần. Vùng đất này
cũng là quê hương của hai vị đệ tử lớn của Đức Phật, đó là Xá Lợi Phất và Kiền Liên. Những vị thầy hết sức nổi tiếng mà chúng ta đã được biết như là Ngài Long Thọ, Ngài Huyền Trang đều xuất phát từ Đại học Nalanda này. Nalanda chính thức bị hủy diệt vào năm 1193 bởi những người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã đốt phá trường học, chùa viện và giết hơn 10.000 tăng sĩ ở nơi đây. Các ngài đã chọn cái chết chứ không chịu nhận cuốn kinh Koran. Sự kiện này cũng được xem là điểm mốc đánh dấu sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ, khi Hồi giáo bắt tay vào việc tàn hại Phật giáo đã làm cho tất cả những di tích, những thánh tích, những chùa viện, những tăng lữ bị chết vô số kể. Riêng thư viện 9 tầng của Đại học Nalanda cũng đã bị thiêu rụi trong vài tháng. Nhưng theo truyền thống Tây Tạng thì trước khi bị hủy hoại, nhiều kinh sách ở Nalanda đã được đưa vào Tây Tạng và cũng có một số tăng sĩ đã sống sót sau sự kiện tang thương này. Sau sự kiện tang thương đó, Nalanda dường như bị chìm vào trong sự quên lãng và bắt đầu được biết trở lại vào thế kỷ thứ 19. Năm 1872, Bradley đã bắt đầu khai quật một vài nơi ở đây và công bố cái chuyên khảo của mình. Từ năm 1915 cho đến năm 1937 và sau đó là năm 1974 đến năm 1982, Nalanda chính thức được khai quật tổng thể dưới sự chỉ đạo của Hội Khảo Cổ Ấn Độ. Nhiều nền chùa tháp được tìm thấy, nhiều di tích liên quan được phát hiện. Toàn khu vực Nalanda ngày nay rộng vào khoảng 14 hecta. Tuy đã được khai quật nhiều, nhưng dựa theo ký sự của Ngài Huyền Trang thì những gì được biết đến chỉ là một phần nhỏ của tổng thể Nalanda xưa. Một ngôi trường gắn liền với nhiều sự kiện đã đào tạo nên những nhà Phật học lỗi lạc, cũng như số phận cuối cùng của nó đã khiến cho nhiều người không khỏi quan tâm. Và những di tích được khai quật hầu như liên quan đến Phật giáo. Rất nhiều những di tích khai quật, những kiến trúc Phật giáo như chùa, tháp trụ đá, có đến 6 ngôi tháp và 11 tinh xá được tìm thấy ở nơi đây. Dù chỉ là những nền gạch, nhưng đến đây ta vẫn thấy được một sự quy mô của Đại học Nalanda xưa. Nổi bật nhất trong số những gì khai quật được đó là tháp tôn thờ Xá Lợi Phất. Ngôi tháp này được đánh dấu là tháp số 3. Nalanda tuy là cổ xưa, nhưng những kiến trúc hết sức là độc đáo, những vách tường dày 2 mét, có ống thông gió và đường mương cho nước chảy. Mùa hè thì không nóng và mùa đông thì không lạnh. Nhìn một đại học Nalanda thở xưa, nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ, giờ này chỉ còn trơ ra nền móng, chúng ta không khỏi bùi ngùi để tiếc thương cho một quá khứ rực rỡ của Nalanda. Và lịch sử đã cho chúng ta một cái nhìn thấu đáo. Khi nào tâm của chúng ta nhỏ hẹp thì lúc đó chúng ta sẽ hành xử một cách nhỏ hẹp. Hy vọng rằng tất cả đại chúng sẽ giữ tâm của mình luôn luôn mở rộng, để chúng ta cống hiến và dâng tặng cho đời tất cả nhiệt huyết của sự sống chúng ta. Thank you.
đạo tràng là một trong bốn thánh tích của Phật giáo. Nơi đây, Thái tử Tất Đạt Đa đã thiền định dưới cội cây Bồ Đề và đã giác ngộ chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Đề đạo tràng ở phía nam của thành phố Gaya thuộc bang Bihar của Ấn Độ ngày nay. Bồ Đề đạo tràng được xây dựng vào khoảng 300 năm trước công nguyên với diện tích là 30.000 m², gồm có nhiều thánh tích Phật giáo quan trọng như là tháp Đại Giác, cây Bồ Đề, tòa Kim Cương. Tháp Đại Giác nằm giữa khu đất trũng thấp hơn mặt đường khoảng chừng 10 m². Tuy nhiên, nhìn từ xa, mình cũng có thể thấy được ngôi đại tháp đứng sừng sững vươn lên giữa những cây cổ thụ, tượng trưng cho một sự giác ngộ của Đức Phật, như thể là hoa sen ở trong bùn mà vươn lên thoát khỏi bùn nhơ. Tòa tháp này đã được vua A Dục xây dựng vào khoảng 250 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhằm để tưởng niệm nơi mà Đức Phật đã thành đạo. Tháp Đại Giác có kiến trúc tuyệt vời theo hình kim tự tháp, dài 15 m, rộng 15 m và cao 52 m, vuông bốn cạnh và nhọn dần lên đỉnh, đã theo một lối kiến trúc hết sức là cân bằng và hoàn chỉnh trên mọi góc cạnh. Ở bốn góc có bốn ngọn tháp nhỏ, xung quanh được trang trí bởi nhiều loại hoa văn, và trong mỗi cái hốc tường từ chân tháp cho đến đỉnh đều có tôn trí tượng Đức Phật Bổn Sư và chư vị Bồ Tát, đặc biệt đó là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kể từ sau khi vua A Dục xây dựng thì bảo tháp này từng được trùng tu lại vào thế kỷ thứ 7, nhưng cho đến thế kỷ thứ 12 thì tháp này và cả khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng đây đều bị quân Hồi giáo phá hủy. Tòa tháp chính này đã thấp hơn mặt đường độ khoảng 10 m, vì đã bị đội quân tàn phá này đổ lên một lớp đất thật dày, cố tình chôn lấp hết tất cả những cái di tích ở nơi đây. Đến thế kỷ thứ 14 thì các vua Miến Điện mới cho trùng tu lại cái bảo tháp này, nhưng sau đó thì bởi thiên tai lũ lụt cho nên Bồ Đề Đạo Tràng đã dần dần rơi vào quên lãng và tháp Đại Giác đã trở nên hoang phế từ đó. Cho đến năm 1811, một nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh tên là Buchanan Hamilton đã phát hiện ra Bồ Đề Đạo Tràng với tháp Đại Giác trong tình trạng đổ nát. Cho đến năm 1875, vua Mindamin của Miến Điện đã can thiệp vào và xin phép chính phủ Ấn Độ cho trùng tu lại ngôi bảo tháp và đưa bảo tháp này trở lại hình dạng mà chúng ta đã thấy như bây giờ. Trong đại tháp đặt bức tượng Phật lớn mạ vàng nằm ngay vị trí mà Đức Phật đã thiền định, hướng mặt về phía đông và quay lưng lại với cây Bồ Đề. Đến nay bức tượng này đã được khoảng 1.700 năm tuổi. Cây Bồ Đề là biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật. Ngay từ thuở sơ khai của lịch sử, cây Bồ Đề được người Ấn Độ vô cùng kính ngưỡng. Họ coi đây là một trong những loài cây linh thiêng, là nơi trú ngụ của các vị thần. Và sự kính ngưỡng này ngày càng thêm cao khi cây Bồ Đề được hợp nhất với sự chứng đạt vĩ đại nhất của Đức Phật, đó là sự giác ngộ. Cây Bồ Đề gốc mà Đức Phật đã ngồi thiền định nơi Bồ Đề đạo tràng này đã bị phá hủy. Thế nhưng sau khi bị phá hủy, một nhánh cây non mới mọc lên ngay tại cái nơi cũ của nó và phát triển mạnh mẽ. Rồi trải qua rất nhiều sự hưng phế của thời gian, cây Bồ Đề đó cũng bị chết đi, rồi nảy sinh ra cây mới, rồi cứ tiếp tục như vậy. Cây Bồ Đề hiện tại ngày hôm nay nơi Bồ Đề đạo tràng chính là cái nhánh cây con đã chiết từ cái nhánh cây từ ở bên Tích Lan mà trước kia vua A Dục đã sai con gái của mình chiết từ cái cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo để đem qua Tích Lan đó. Cho nên có thể nói cây Bồ Đề này đó chính là cháu chắt của cây Bồ Đề năm xưa. Ngày hôm nay nơi khuôn viên của Bồ Đề đạo tràng, mỗi ngày có hàng ngàn chư tăng ni Phật tử đến đây để tụng kinh, cầu nguyện, kinh hành thiền tập để tưởng nhớ một Đức Phật đã chiến thắng ma quân để đạt thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và rồi cất bước lên đường hóa độ chúng sanh. Đến với mảnh đất này, chúng ta càng am hiểu hơn về sự dấn thân của Đức Thế Tôn đã chiến thắng tự thân của chính mình để rồi đem tinh thần giải thoát và giác ngộ đó để khai thị ngộ nhập cho tất cả những chúng sanh nào hữu duyên mà gặp được. Chúng con từ xa đến đây với tấm lòng vô cùng khát ngưỡng, ngưỡng mong Đức Thế Tôn từ bi gia hộ cho tâm trí tu học được vững bền để an trụ trong những định lực của Thế Tôn mà vững bước trên con đường hoằng dương Phật Pháp.
Sarnath hay còn gọi là vườn Lọc Giả, tức là vườn Nai, nơi mà Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như. Và kể từ đây Tam Bảo được hình thành. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya, Ngài đã tới Sarnath để gặp năm anh em Kiều Trần Như. Tháp Châu Candi là nơi kỷ niệm Đức Phật đã gặp gỡ lần đầu tiên năm anh em Kiều Trần Như. Tháp này cũng được vua A Dục xây dựng. Và cách tháp này không xa là nơi mà Đức Phật đã chuyển pháp luân, nói bài pháp đầu tiên để độ cho năm anh em Kiều Trần Như, là những người trước đây là bạn đồng tu khổ hạnh của mình. Hai ngài Pháp Hiển và Huyền Trang đã đến chiêm bái thánh tích này vào thế kỷ thứ 5 và thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Thánh địa này đã phát triển rực rỡ trong nhiều triều đại và cũng đã được trùng tu lại nhiều lần. Một trong những di tích còn sót lại mà không bị đạo quân tàn phá đó là ngôi tháp Đa Mét, cao hơn mặt đất 150 bộ. Ngôi tháp này được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ bằng gạch và mang hình dáng cột trụ. Những hình tượng khắc trên mặt tháp này cho chúng ta biết ngôi tháp được xây dựng vào triều đại Rupta. Danh từ Đa Mét xuất phát từ nguyên văn Phạn ngữ, đó có nghĩa là chánh pháp. Theo lời miêu tả của Ngài Trần Huyền Trang thì có thể nơi đây là Đức Phật đã ngồi để thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Xa hơn về phía bắc là một cột trụ đầu sư tử được chạm khắc rất công phu do vua A Dục xây dựng. Cột trụ này cũng đã bị tàn phá bởi đạo quân Hồi giáo. Dù tất cả ở nơi đây đã bị tàn phá rất nhiều và mỏi mòn theo thời gian, nhưng Sarnath vẫn là nơi hết sức màu nhiệm để người Phật tử khắp nơi đến đây để tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng. Lộc Uyển là tên Hán Việt. Lộc có nghĩa là con nai, Uyển có nghĩa là khu vườn đẹp. Lộc Uyển có nghĩa là khu vườn nai xinh đẹp. Theo kinh tạng Pali, khu vườn này thường được gọi là chỗ chư thiên đọa xứ, vì ở nơi đây có 500 vị Bích Chi Phật đã nhập diệt giữa hư không và thân xác tứ đại của các ngài đã rơi xuống nơi này. Danh từ Sarnath này cũng xuất phát từ một câu chuyện tiền thân của Đức Thích Ca như sau. Câu chuyện kể rằng thở xưa tại xứ Ba La Nại có một khu vườn xinh đẹp, có hai đàn nai sinh sống và mỗi đàn đều có 500 con và được dẫn dắt bởi một con nai đầu đàn khỏe mạnh, thông minh và lanh lợi. Bất hạnh thay, nhà vua của xứ này rất thích ăn thịt nai và thường xuyên đi săn bắn. Một hôm thì nhà vua cùng tùy tùng đến săn bắn ở khu vườn này, phát hiện rằng có rất nhiều nai ở nơi đây. Nhà vua mừng rỡ và ra sức đuổi bắt, nhưng đàn nai thông minh lại được dẫn dắt bởi một con nai đầu đàn khỏe mạnh lanh lợi, cho nên nhà vua không thể nào có thể bắn được một con nào cả. Nhà vua bực mình liền sai quân lính bao vây hết tất cả khu rừng này để đốt lửa nhằm giết hết cả hai đàn nai. Biết được cái hậu quả khủng khiếp như thế sẽ xảy ra với nòi giống của mình, cho nên hai con nai đầu đàn vốn là tiền thân của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa liền chạy ra khỏi khu rừng và đến trước mặt của nhà vua mà thưa rằng: "Xin đại vương đừng đốt khu rừng này để giết cả loài nai của chúng tôi. Chúng tôi hứa rằng từ nay mỗi ngày sẽ dâng hiến cho nhà vua một con nai để nhà vua có thịt mà dùng." Thế là hàng ngày hai con đầu đàn lần lượt sắp xếp một con nai ở trong đàn của mình đến để cống nạp cho nhà vua. Một hôm thì sắp đến lượt một con nai có mang thai đi nộp mạng. Con nai mẹ này nhìn bụng của mình mà suy nghĩ rằng con mình chưa có chào đời mà đã phải chết theo mình rồi thì thật đau thương quá lắm. Sáng hôm sau thì nó đi gặp con nai đầu đàn vốn là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa và xin để hoãn lại đợi cái ngày sanh xong rồi sẽ đi nộp mạng. Nhưng con nai đầu đàn này không có chịu thông cảm với hoàn cảnh của nó, cho nên đành phải đi. Trên con đường thiểu não lê bước chân của mình như thế đó, nước mắt đầm đìa như vậy, thì nó vô tình gặp được con nai đầu đàn thứ hai, đó là tiền thân của Đức Phật. Và nó kể cho con nai đầu đàn kia nghe câu chuyện mà nó đã thưa với con nai đầu đàn của nó. Lúc bấy giờ thì con nai đầu đàn vốn là tiền thân của Đức Phật đây, liền chịu chết thay cho con nai mẹ. Khi nghe nai đầu đàn thuật lại, nhà vua rất kính phục và thầm nghĩ rằng thân mình là một đấng quân vương mà không có lòng bao dung từ bi như con nai đầu đàn này. Nhà vua đã sai người ta thả nai đầu đàn về, từ nay sẽ không dùng thịt nai nữa, từ đó mà những con nai trong khu vườn này tự do sinh trưởng, trở thành nơi hết sức là lý tưởng cho những người ẩn cư tu tập.
con sông quan trọng bậc nhất của tiểu lục địa Ấn Độ. Con sông này dài 2.510 km, bắt nguồn từ dãy Himalaya của Bắc Trung Bộ Ấn Độ, chảy theo hướng Đông Nam qua Bangladesh và chảy vào vịnh Benga. Tên của con sông này được đặt theo tên của vị nữ thần Hindu, đó là Ganga. Sông Hằng có lưu vực rộng khoảng 907.000 cây số vuông, một trong những khu vực phì nhiêu và có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Sông Hằng là sông linh thiêng nhất đối với Ấn Độ giáo. Con sông là nguồn sống của hàng triệu người dân Ấn Độ sống dọc theo nó và phụ thuộc vào nó mỗi ngày. Con sông có vai trò quan trọng về mặt lịch sử với nhiều thủ đô, thủ phủ và các đế quốc trước đây. Sông Hằng được xếp thứ 5 trên thế giới về mức độ ô nhiễm theo tài liệu năm 2007. Sự ô nhiễm này đe dọa không chỉ đối với con người mà còn hơn 140 loài cá, 90 loài lưỡng cư. Lưu vực của sông Hằng là khu vực đông dân bậc nhất, nơi sản xuất nông nghiệp lớn nhất và rộng lớn nhất của Ấn Độ. Ở phần phía tây của đồng bằng sông Hằng, con sông này cung cấp nước tưới cho một hệ thống kênh rạch chằng chịt với các kênh huyết mạch chính, đó là kênh thượng lưu sông Hằng và kênh hạ lưu sông Hằng. Đối với những người Hindu giáo, dân tộc chiếm đa số trong Ấn Độ, xem sông Hằng là con sông linh thiêng, là con gái của thần núi Hy Mã Lạp Sơn. Theo tín ngưỡng Hindu, tắm trên sông Hằng được xem là gột rửa tội lỗi và nước sông được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ thờ cúng. Uống nước sông Hằng trước khi chết là một điềm lành mà nhiều người Hindu đã yêu cầu được hỏa thiêu dọc hai bên bờ sông Hằng, lấy tro thiêu của họ rải trên sông. Khi đến ở nơi đây, nhìn những xác chết đặt trên hai cái cây khiêng và được bao bọc bởi những tràng hoa, sau đó người ta đem xác chết này nhúng xuống nước sông rồi để ở trên bờ cho khô. Khô một chút rồi, họ sẽ đem hỏa thiêu ngay tại bờ sông Hằng. Sau khi thiêu khoảng 2 giờ đồng hồ, họ dùng nước sông Hằng để dập tắt lửa và rồi đem phần xương còn lại bỏ xuống sông Hằng. Nghi lễ này được phụ trách bởi người con trai trưởng hoặc là những người nam trong gia đình, trong dòng tộc. Đối với hầu hết tất cả những con người của dân tộc này, họ rất ao ước những ngày cuối đời của mình là những ngày được sống bên cạnh của bờ sông Hằng này và được chết, được hỏa thiêu bên cạnh dòng sông Hằng. Cho nên chúng ta thấy những tòa nhà mọc xung quanh con sông Hằng này đều đã được sử dụng vào mục đích làm nhà trọ, để cho những người già khi biết rằng thọ mạng của mình không còn bao lâu nữa thì họ về đây để thuê nhà sống và được chết ở bên bờ sông Hằng. Đối với những người còn nhỏ bị chết thì người ta không hỏa thiêu mà bó xác rồi sau đó thả trôi trên sông Hằng luôn. Còn đối với những người lớn, những người bị tai nạn thì người ta mới thiêu xác. Varanasi là thành phố mà có được một khúc sông này rất lớn. Nơi đây rất nổi tiếng với những hàng tơ lụa. Vào buổi sáng sớm đi thuyền trên sông Hằng để có thể tận hưởng cái không khí lành lạnh của buổi sớm mai, xem những người dân đã tắm gội giặt giũ và tận mắt nhìn thấy cảnh hỏa thiêu bên bờ sông Hằng, chúng ta mới thấy được một nét văn hóa hết sức đặc biệt của người dân ở xứ sở này. Từ đó cho chúng ta thấy được rằng văn hóa là một điều không thể đánh giá được nó văn minh hay nó mang rợ. Khi con người ta tin tưởng điều gì thì người ta sẽ thực hiện điều đó trong đời sống của chính mình. Niềm ao ước, niềm khát khao, hạnh phúc và đau khổ cũng từ nơi những điều mà con người ta tin tưởng. Chúng tôi hy vọng rằng với những gì chúng ta nhìn thấy đó đây, để cho mình tin tưởng hơn vào cuộc sống của chính mình. Và bất cứ lúc nào ở đâu, khi chúng ta tin tưởng nơi đời sống của chính mình và không bị bám chấp bởi những nghi lễ rườm rà mà mình đã tự đặt ra nhằm làm khổ lấy chính bản thân mình, thì chúng ta mới có thể vượt thoát ra khỏi tất cả những ảo ảnh của đời sống. Cầu chúc cho tất cả quý vị nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống của tự thân, để chúng ta không bị chấp chặt nơi tất cả những đối tượng của đời sống này chi phối.